Người đi riêng chưa chắc thành công, nhưng người thành công mà đi riêng thì chắc chắn sẽ thành công. Hôm nay, cà phê nhân phẩm mang đến cho anh em giáo án siêu dị của ngài Kambazochu với khả năng thành công không cao, nhưng khả năng ăn còng số 8 là quá đơn giản. Không biết giáo án này sẽ đi đâu về đâu nhỉ? Cùng bắt đầu vào việc thôi nào. Khởi động cho mình là gậy phép. Trước khi vào trận cờ, Kambazochu cũng phải bàn xong nốt trận Valorant đã rồi tính sau. Đàn lính trả về một mảnh kiếm, mảnh nước mắt cùng TT gai và bé mực. Poppy cũng tự giác lên 2 sao để Kambazochu có cái giữ máu đầu game tốt. Trận đấu bắt đầu bằng nâng cấp bậc bạc gồm có Pandora, trái tim vệ quân và giữ vững phong độ. Không cần phân tích quá nhiều, Kambazochu hốt vội cả trái tim vệ quân để kích luôn 4 vệ quân vì đang có sẵn 3 trên 4 vệ quân cùng Poppy 2 sao rồi, cho thêm cả Rammus vào sân. Anh em lưu ý là Rammus có gây sát thương dựa theo số giáp đang có, mà con hàng này đã có sẵn nội tại cộng giáp rồi. Thêm giáp từ 4 vệ quân thì đầu game giữ máu là hết nước chấm. Kép Blue Sojin cho Rammus để TT Gai ra chiều nhanh hơn. Đối thủ đầu tiên là nhà Sivir với trái tim xạ kích. Sivir sát thương vật lý, lắp thêm 10 cái dao điện thì vẫn không đủ đam để vào máu được dàn vệ quân của Kambazochu. Anh có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 3 chết. Với khung vệ quân công thủ ổn định nên anh chàng này thành công giữ chuỗi thắng 3 và tích được 10 đồng lợi tức, chuẩn bị cho round đi chợ. Một trong máu đầu tiên phải đi chợ sau cùng rồi, không có quá nhiều sự lựa chọn, anh quyết định bắt Jin cầm gậy phép, về nhà đổi đồ sang cho cô nàng tinh nghịch này Carrie, vừa hay lại kích được siêu thú. Đối đầu sau đấy với bài đấu không quá mạnh nên anh dễ dàng hạ gục đối phương nguyên sàn. Round 2.6, hai con Ezreal tự động xuất hiện trong cửa hàng. Sau khi chết sát thương, Kambazochu nhận định Ezreal sẽ gây nhiều đam hơn, bán vội Jinx và đổi đồ cho Ezreal. Gặp nhà chơi Talon, tên sát thủ này lên mana và bay về phía của Ezreal, thành công lấy đi mạng của nhà thám hiểm. Tuy nhiên không lâu sau đó, Talon cũng phải trả lại mạng. Cả hai mất đi chủ lực, nhưng phần còn lại của đội hình Kambazochu là chất lượng hơn về sát thương lẫn chống chịu, thành công giữ được chuỗi trước loa quái. Bay đá cho về thêm một kiếm vào gậy, thêm một chú mực xinh xắn nữa được đàn đá trả về. Tối ưu luôn kiếm súng cho Ezreal lên thẳng cấp 6 và cho thêm Rammus vào sân để lại gia cố thêm hàng thủ. Khởi đầu vòng 3 chấm đụng độ nhà đạo trích với đội hình nhi đồng thì Kambazochu tiếp tục nâng chuỗi thắng lên con số 6, còn anh chàng kia tiếp tục nâng số của cái hầm lên. Các lõi công nghệ sau có thập tử nhân sinh, cặp đôi hoàn cảnh và mài dao. Đang có 100 máu thì khả năng cao Kambazochu sẽ chọn các nâng cấp đánh nhau tiếp tục giữ vững chuỗi thắng của mình. Do đó, thập tử sẽ bị loại đầu tiên. Mài dao khá ngon ngay lúc này vì nó khiến các vệ quân vừa trâu vừa có sát thương. Tuy nhiên, quyết định của Kambazochu lại là cặp đôi hoàn cảnh. Sở dĩ, anh ta đang có đôi Kai'Sa bên ngoài và lượng đồ này cũng phù hợp để đánh Kai'Sa. Đối đầu với nhà Lap Sojin và diệt cho Raven, dự là có ý định chơi cô nàng chọi đá Talia hay nàng thỏ với khẩu súng siêu mạnh Midfortunema. Tất nhiên, với lượng đồ đó thì Raven ném dìu nhanh hơn thôi, chứ sát thương thì chả thấm vào đâu so với dàn vệ quân. Kambazochu tiếp tục thắng đậm tại round đấu này. Tưởng như bài vô địch thiên hạ, nào ngờ đâu ngày round sau gặp ngay con quái vật bèo vét ba đồ cực chiến. Diệp Vấn Xu Hinh bắt đầu đấm liên tục vào mồm dàn vệ quân của Kambazochu, cơ mà phong bài đang là song đấu nên dàn tanh hơi cả đôi tí. Kai'Sa nhà Kambazochu lo được. Diệp Vấn những lúc quan trọng lướt như cô bé đần, lướt sang Kai'Sa bên kia mà quên mất con cầm đồ đang đứng đâu. Kambazochu mém tí là bị đấm bay nguyên cái chuỗi thắng, nhìn xem canh thở phào hú phía kia. Oh my God. Lấy về Vi cầm giáp, up 7 và bắt đầu xả cạn tiền để nâng cấp đội hình. Sau những cú roll khá mát tay thì gần như anh đã có full 2 sao gần hết đội hình, cơ mà chưa tìm thấy Kai'Sa thứ tư để kích cặp đôi hoàn cảnh. Thái đấu nhà xạ kích đã lên được mốc 4, nhưng bài của anh ta bị bài vệ quân khắc chế khi lượng sát thương gây ra là đạp vật lý. Kể cả có cung danh, nhưng dàn chống chịu siêu khỏe này thì khó cho anh chàng kia cắt trích được Kambazochu. Bắt được thêm Ngộ Không nữa và có được 6 vệ quân, lúc này ai đang chơi bài sát thương vật lý thì xác định một đôi nốc. Đối thủ là nhà ngoại đạo với carry chính là Kermil. Những cú quét chân của nàng ta có thể thấy rằng không có một miếng đam nào luôn. Kambazochu rung đùi đấm nhà kia nguyên sàn và thành công có được chuỗi thắng 10. Mấy con sói rơi ra hai cái nịt cùng vài con tướng 3 tiền, tôi ưu nốt cái giáp lửa để giảm hồi máu. Ưu điểm của bài vệ quân là counter các nhà đấu vật lý, cơ mà xác định gặp bài phép là bị đấm. Vừa nói xong thì gặp luôn nhà Aurelion Son cùng chàng trai cơ bắp xét chống chịu nguyên phía trước. Không có kháng phép nên dồn tả những cú thiên thạch đã nhanh chóng làm bốc hơi đi dàn vệ quân. Kai'Sa cùng kiếm súng hồi máu rất nhiều nhưng cũng không ăn thua do thiên thạch của Son có giảm hồi máu. Kambazochu bị cắt nhẹ cái streak. Nâng cấp cuối cùng không phải là nâng cấp siêu hùng mà chỉ là nâng cấp bậc bạc. Anh lấy vệ độc hành để có thêm lượng giáp ảo. Chạm trán với nhà ngoại đạo đang để Midfortune cầm đồ. Cơ mà gặp 6 vệ quân, không nên để carry ở góc đâu nha anh em. Hãy nhìn Midfortune bên kia nha. Mới khởi động lên đạn nhưng bị cái khiên của Poppy ném vào và mất tích luôn khỏi bàn cờ. Mất đi lượng sát thương diện rộng lẫn sát thương dứt điểm, anh dễ dàng có lại chiến thắng. Đối thủ tiếp theo cũng giống như đối thủ trước, Midfortune bên kia cũng ăn một khiên và đột tử, không kịp ủ ớ gì cả.
Mất đi Carrie chính, không còn ai để gây sát thương được dàn vệ quân này. Anh chàng này bị Kabazochu đấm cho gần như nguyên sàn, nhặt về giọt nước mắt để tối ưu dây chuyền, tăng thêm khả năng hồi phục, gắn luôn cho Poppy. Gặp nhà vua nổ hũ xoay sang hiểm họa, tuy nhiên mới chỉ có dòng 1 và có mũi bùa xanh thì vẫn chưa đủ đam để làm khó Kabazochu. Lấy lại chuỗi thắng 3 và chuẩn bị tinh thần bắt lại ngọn lửa Quyền Trích. Xả tiền thu được từ lợi tức để có hy vọng ra được Poppy 3 để khiến dàn sao bên địch phải khiếp sợ và trốn. Nhưng cô bé cầm búa này trốn hơi kỹ khi rôn xuống 50 vàng cũng chỉ sẽ được thêm một con. Đối đầu với nhà cơ mưu 3 sao, cơ mưu cũng có vẻ mạnh đấy, nhưng không có cung xanh mà gặp 6 vệ quân cũng như một gai nốc thôi. Có cố gắng đến từ vị trí của cơ mưu nhưng Kabazochu nói không, thắp lên ngọn lửa Queen Trích nhưng anh chàng này vẫn cay vì thua bài son trước đấy. Đánh nhau với rồng lộn ra thêm mảnh gậy, mở vũ khí chốt luôn cái váy để hoàn thành nốt nỏ xét cho cái da gây đam phía sau. Tích nhiều tiền nên Kabazochu rôn khá mạnh tay, cơ mà xuống 50 vàng nhưng Poppy chỉ cống hiến thêm được con thứ 8, Raven cuối cùng cũng lên được 2 sao. Gặp lại nhà rồng lộn kẹp đại ca xét, Aryan Son rất cố gắng khi liên tục gọi cơn mưa thiên thạch vào dàn chống chịu của Kabazochu, cơ mà vẫn còn đó hai con Poppy liên tục quang thạch và rồng bên kia phải nằm xuống sau phát quang thứ 3. Xét cũng mạnh, cơ mà cầm mỗi quyền năng và giáp lửa thì không vấn đề gì với Kai'Sa. Rất cố gắng, nhưng còn lại Poppy ba đồ cùng Kai'Sa. Poppy quá trâu chó, cho Kai'Sa được chơi game thoải mái phía sau, thêm một chiến thắng cho Kabazochu. Cuối cùng cũng xuất hiện đối thủ xứng tầm với Kabazochu, Xét quân cảnh cưỡi ngựa phi xuống chỗ của Kai'Sa. Không có đặc nhiệm nên Kai'Sa phải đứng im để Zed sơi ngon lành. Còn dàn vệ quân mạnh mẽ phía trên, cơ mà Zed vừa được tăng xuyên giáp từ chiêu thức ngay tại phiên bản 13.3 luôn. Thế này thì đội hình của anh không khác gì báo cát cho Zed đấm vào mồm. Kabazochu bất chuỗi, cơ mà vẫn còn 76 máu dẫn đầu lobby nên anh chàng vẫn khá thoải mái chơi game. Sau bao nỗ lực chờ đợi, cuối cùng Poppy cũng cống hiến đến con cuối cùng, hóa vàng được Poppy, vừa có thể chống chịu vừa có thể gây sát thương nhờ 6 vệ quân. Tại đầu với nhà Midfortune giờ đã có thêm ấn ngoại đạo, Poppy MVP khi một ném dứt điểm thành công Midfortune, nhưng không được chơi game quá lâu, cô nàng Yodo này lại bị Leona chiếu thẳng vào mồm. Kai'Sa không gánh Kabazochu qua cửa này, tiếp tục có trận thua thứ hai. Phòng đi chợ, nhặt với Kai'Sa cầm dây chuyền, chắc chỉ để hốp có được ái nữ không 3 sao để gánh team. Áp chết 8 và cho Kai'Sa vào sân để tối ưu lõi cặp huyền cảnh. Chạm trán với nhà xạ kích kẹp xét, dù Aphelios bên kia đã lên 2 và Samira đã có cung xanh, nhưng với lượng giáp dày đặc thì không có cách nào để gục nhanh chóng được dàn vệ quân này. Chưa kể đến một khiên của Poppy đã lấy đi hơn một nửa cây máu của Carrie phía bên kia rồi. Số phận an bài, Kabazochu đấm anh ta bay khỏi top. Đối thủ vòng 5.6 là Midfor kẹp xét. Bài của Kabazochu rất sợ bài phép nên có thể thấy một bão đạn của Midfor đã lia gần sạch sẽ dàn vệ quân. Tuy nhiên vẫn còn đó Poppy với cái khiên to đùng, Midfortune ăn đúng hai khiên đã đo ván. Mất đi carry, có lẽ xét vô dụng cũng không gây được bao nhiêu sát thương. Kai'Sa thoải mái gây sát thương và tiếp tục một trận thắng dành cho anh chàng này. Tiếp tục xả tiền và dễ dàng có được Kai'Sa 3, quyết định lấy dao điện cho Kai'Sa kia để giảm tiếp kháng phép đối phương. Gặp ngay con Zed đã cast trick của mình, cơ mà lần này Kabazochu cẩn thận xếp Kai'Sa sang bên kia luôn rồi. Mordekaiser là niềm hy vọng duy nhất vì là nguồn sát thương phép sốc, cơ mà triệu hồi tòa nhà lệch hướng rồi. Kabazochu thành công trả thù lại nhà Zed quân cảnh và suýt chút nữa anh chàng kia phải tìm trận mới. Xếp bài khá nhanh tay khi né thành công con cơ mưu tin tặc bên kia. Poppy rất tốt, nhưng lại một lần nữa Leona rất tiếc, soi sáng ánh nắng của đảng làm Poppy gục ngã. Combat diễn ra rất căng, Kai'Sa cuối cùng cũng quay sang bắn gục cơ mưu, cơ mà còn đó là Ugot 2 sao 3 đồ đam siêu chuẩn cùng Leblanc bên kia. Rất cố gắng hạ gục Ugot nhưng không thể thoát khỏi ác ý của Leblanc thẳng lên đầu, Kabazochu thu một chết đầy tiếc nuối. Chỉ còn lại ba nhà, Kabazochu gặp lại nhà Zed cưỡi rồng, cơ mà dù xếp rồng vào giữa nhưng cũng không làm khó được Kai'Sa cùng dàn vệ quân siêu châu bò của mình. Không quá khó khăn để anh tiễn anh chàng này về vị trí top 3. Nhặt về bốc đồ, lên 9 và cho thêm Syndra vào để lôi thêm quân cờ vào sân, đồng thời kích luôn vệ binh tinh tú. Đối thủ khá khéo khi lần tái đấu này vừa chiếu trúng vừa lốc luôn cả hai con Kai'Sa. Trong khi Kai'Sa đang lơ lửng trên trời thì bộ ba Leona, cơ mưu cùng Ugot nhanh chóng kết liễu dàn vệ quân siêu cường cáp. Hạ cánh là bắt đầu Kai'Sa xả sát thương ngay, nhưng mới chỉ kịp hạ gục người máy cơ mưu thì cũng bị Ugot bắn nằm mất tiêu. Kabazochu chỉ còn lại 33 máu.
lần này đã né thành công cái lốc nhưng không thể né được Camille bên kia. Shinra rất cố gắng gọi hội cản bước Camille nhưng Camille vẫn quét tan cái yếu, quét cái xa lên bảng điểm số luôn. Poppy cùng những người bạn vệ quân không thể thoát khỏi họng súng Ugot và ánh sáng của đảng của Leona. Kabazuchu bị đấm chỉ còn lại 12 máu. Đánh nhau với Ugot, Kabazuchu quyết định chọn cái máy chiếu cho round đấu cuối cùng. Vòng chung kết diễn ra, Kabazuchu có pha xếp bài khá hay khi xếp Kai'Sa lên hàng 3, Riven ở dưới để đón đầu Camille. Cẩn thận hơn, anh ta bắn luôn Poppy 2 sao và cho Vayne để kích hoạt đặc nhiệm. Pha xếp quá chuẩn chỉ khi Camille tin tặc hay đại hồng thủy của Ugot không vào vị trí của Kai'Sa. Đổi chỗ Poppy né luôn thái dựa san của Leona để không bị mất chống chịu cứng ngay từ ban đầu. Lắp máy chiếu sau nên thành công chiếu được Leona, trong khi đó bên kia, cầu rùa lắp lốc vào lợp lăng nhưng chỉ lốc được Riven bên nhà Kabazuchu. Kai'Sa thoải mái chơi game tại round đấu này, mặc cho Fiddle có ú à, nhưng Kai'Sa vẫn bay về nơi an toàn để xả sát thương. Lần lượt Camille, Leona rồi đến Ugot từ từ phải đàm xuống. Top 1 cho Kabazuchu và câu nói Bin Chi Linh quen thuộc đến từ Kabazuchu để ăn mừng cho chiến thắng của mình. Đây là một bộ bài dị nhưng rất kén tại vì không có tí kháng phép nào. Dù cho có chơi được với hai bài hot meta là Z cùng Velvet, song nó không thực sự hiệu quả khi đối đầu với các nhà phép. Đây là bộ cờ anh em có thể tham khảo cho vui, chứ đừng leo rank kẻo ăn cái còng đấy. Video của bọn mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu anh em yêu thích video, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh và nhấn vô nút chuông thông báo để không bỏ lỡ giáo án của bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.